Đây nước làm mát bên em thì hiện tại còn Bridgestone này, Bridgestone này, Toyota này, đấy, Zerbon, Toyota, đấy. Và nước mát Taco. Cái này thì nó là hàng rẻ nhá, không phải hàng cao cấp lắm nhưng mà số lượng cũng còn nên là nước làm mát pha sẵn. Đấy, Taco này. Với đây này. Cái này cũng là Taco nhưng mà nó có 0,8 thôi. Với một số loại nữa. Một số loại trong này. Ví dụ như cái này là Maccon này, cũng hàng rẻ này. Đây Maccon này. Căn bản là cái Bridgestone thì còn nhiều. Bridgestone này. Đấy, Maccon này. Bridgestone này. Đấy. Đấy. Nước là mát đấy ạ. Với lại cái gì đây? Chỉ có mấy loại thôi. Taco, Maccon với lại mấy vài loại. Vâng.